cái mùi đó thì nhà chị nghĩ là nhà chị đã cố gắng để giữ từ ngoài phía Bắc á, để di chuyển vào đây. Cây nhang đó mình thường mình thắp vào những ngày giỗ để mình tưởng nhớ tới lại ông bà tổ tiên của mình ngày xưa. Thì cái đó chị nghĩ nó cũng là một điều rất là tốt mà gia đình chị đang muốn hướng tới, để gắn liền các bạn thế hệ trẻ với lại cái gia đình đó, để nhớ tới cái một cái ký ức mà mình thấy hạnh phúc nhất ở một thời điểm nào đó, giống như là ngày Tết sum vầy với gia đình, ngày giỗ, ngày lễ. Ý tưởng này á, thật ra là nó rượu vang và đường á, là ngày xưa cây nhang hương bài á, là người ta sẽ chẻ mía ra để người ta phơi khô, xong người ta làm một cái mùi, tạo mùi ngọt cho bã mía, cho cây nhang. Nhưng mà sau này á, thì cái mía mình ép nước hết rồi, nó không còn cái mùi thơm đặc trưng nữa, một của mùi ngọt. Thì nhà ba chị mới hướng tới cái là, với lại anh Giang sẽ hướng tới làm cái việc mà dùng cái đường đen á, mà mình hay uống gọi là sữa tươi gì đó, xin cho đường đen gì đó, là cái đường đen nguyên chất đó với lại rượu vang, để tạo ra một cái mùi đặc trưng. Đó là cái nghiên cứu của bên nhà chị riêng. Tình cờ anh coi cái video mà nấu món ăn á, người ta hay cho cái rượu vang, ví dụ như bò súp vang này kia đó, thì mình cũng có cái ý tưởng là cho thêm cái rượu vang vô để làm cái tăng cái hương vị của cái nhang mình lên. Rồi cái đường thì ngày xưa thì mọi người hay dùng bã mía, thì sau này anh thấy cái đường thì nó có cái độ ngọt hơn, cho nên là anh sử dụng đường để tạo ra một cái mùi, mà để tạo cái mùi ngọt của cây nhang á. Thay vì mình dùng bã mía thì cái này nguyên liệu nó hơi chút xíu thôi, nhưng mà nó sẽ tạo ra cái vị đồng còn lại cuối cùng của cái nốt nhang cuối cùng của nhà chị, nó là cái điểm đặc biệt á. Đúng rồi, tại vì cái mùi hương thường á em, là một cái mùi mà dễ chạm vào ký ức nhất. Nó là một cái ngăn kéo ký ức của mỗi người về một cái mùi hương. Thì giống như là mùi hương bài á, thì nó giống như cái kiểu là cái mùi mà của ngày Tết á, của miền Bắc đặc trưng luôn. Thì bây giờ kiểu giống như là bây giờ nếu mà cái mùi đó thì nhà chị nghĩ là nhà chị đã cố gắng để giữ từ ngoài phía Bắc á, để di chuyển vào đây. Cái mùi đó chị nghĩ là nó bình dân đến mức độ mà ở đâu người ta cũng thể ngửi được đó. Nó không có gì lạ lắm so với mọi người, thì một ai cũng sẽ nghe cái mùi thoảng thoảng hồi đó. Thì cái vụ mà ký ức kết nối á, là từ xưa đến giờ ông bà để lại cho mình rồi. Thì cái cây nhang đó mình thường mình thắp vào những ngày giỗ để mình tưởng nhớ tới lại ông bà tổ tiên của mình ngày xưa. Thì cái đó chị nghĩ nó cũng là một điều rất là tốt mà gia đình chị đang muốn hướng tới, để gắn liền các bạn thế hệ trẻ với lại cái gia đình đó. Thì giờ mình thường hay là đi xa hoặc là mình đi về một cái điều gì đó mà mình sẽ đốt một cái mùi này đó, để nhớ tới cái một cái ký ức mà mình thấy hạnh phúc nhất ở một thời điểm nào đó, giống như là ngày Tết sum vầy với gia đình, ngày giỗ, ngày lễ. Đó là những cái nhà chị mong muốn là kết nối với lại các bạn trẻ với lại gia đình gần nhất sau những bữa cơm. Ở đâu đó thoáng thoáng được cái mùi đó, mình sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc về những cái việc mà mình đã có trong ký ức của mình. Chó anh cũng dự tính làm thêm nhiều loại sản phẩm mới để thứ nhất là đáp ứng theo cái nhu cầu của mọi người, rồi cái theo từng cái sở thích của mọi người. Cái mùi hương thì nó sẽ vẫn bám theo cái mùi hương bài, và mình sẽ sáng tạo thêm những cái nguyên liệu mới để cho cái mùi nó càng ngày càng mới, càng phù hợp với nhiều người hơn, nhiều người sử dụng hơn.